Căn biệt thự được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Tháng 9 2016, nó được xây dựng. Tháng 7 2017, căn biệt thự đã hoàn thiện. Sau phiên chất vấn kỳ thứ tư Hội đồng Nhân dân đến kỳ thứ năm, tức là tháng 12 năm 2017, chính quyền huyện Quốc Oai đã tiến hành tháo dỡ, thậm chí tuyên truyền để gia đình tự tháo dỡ căn biệt thự sai phép này. Thế nhưng đây lại là hình ảnh mới nhất. Vào tháng 2 năm 2019, căn biệt thự đã không hề được phá. Trong thời gian tới thì ủy ban xã tiếp tục là báo cáo về ủy ban huyện để có các hướng chỉ đạo tiếp theo. Đây chỉ là một trong 80 công trình vi phạm trước năm 2018 còn tồn, chưa xử lý của thành phố Hà Nội. Riêng công trình tồn đọng năm 2015-2016 là 43 trường hợp, 2017 là 37 trường hợp. Kế hoạch là bao giờ xong, giải quyết xong cái 80 công trình tồn trước năm 2018? Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương có mặt tại phiên giải trình, thì lại cho thấy cái vòng luẩn quẩn của sợi dây rút kinh nghiệm. Tình trạng vi phạm thì bản thân tôi cũng xin vừa rất là quý vị đại biểu của đồng nhân dân, chủ tọa kỳ họp, các đồng chí lãnh đạo là sẽ rút kinh nghiệm và trong thời gian tới sẽ đôn đốc và sát sao hơn. Giải trình về số công trình vi phạm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng thẳng thắn thừa nhận một trong những nguyên nhân do việc phát hiện sai phạm ở cơ sở không kịp thời, có nơi cán bộ có biểu hiện làm ngơ, bao che, dẫn đến có công trình đã sai ở quy mô rất lớn mới phát hiện. Cũng tại đây, ông Chung cũng thông tin một số dự án sai phạm điển hình sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra. Thế và từ đó cho đến nay thì đã có 10 các cái công trình vi phạm của các cá nhân, của các công ty là chúng tôi đã chuyển sang các cái cơ quan điều tra, mà sau khi có kết luận thanh tra. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận định những sai phạm đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội có nguyên nhân chính là từ việc phát hiện sai phạm không kịp thời, có nơi cán bộ có biểu hiện làm ngơ và bao che. Một gia đình xây dựng nhà, một đẩy một cái xe cát vào, các ông chí thanh tra xây dựng đã biết. Thế nhưng mà tại sao có những cái nhà xây to như con voi thì chúng ta không biết? Thế thì rõ ràng ở đây là chúng ta làm chế trách nhiệm. Chúng ta chỉ lập biên bản, chúng ta báo cáo để đấy, còn chúng ta không xử lý. Tại phiên giải trình sáng nay, những công trình, dự án vi phạm lớn được nêu trong báo cáo như vi phạm tại rừng quốc gia Ba Vì, vi phạm đất rừng Sóc Sơn, công trình 8B Lê Trực hay khu đô thị Văn Quán, những sai phạm gây bức xúc trong dư luận lại không được các đại biểu Hội đồng Nhân dân Hà Nội chất vấn.